Nhấn chuông đi. Cuối cùng thì đứa bé chúng ta mong đợi. Không có ai cả. Này, xin chào. Chào cậu, bàn tay kỳ lạ. Mẹ đã nhận nuôi con. Đúng vậy, ba mẹ muốn nhận con nuôi. Chào mừng đến với gia đình của chúng ta. Phòng mới của con, ba mẹ đã cố gắng để con cảm thấy thoải mái. Ồ, nhện nè, con Tarantula này là thứ tốt nhất trong căn phòng. Anthony, anh yêu à, tỉnh lại đi. Chỉ là đồ chơi thôi mà. Đầu của mình. Căn phòng này trông khác quá vậy. Con yêu là con làm ư? Vâng, cũng khá dễ. Mọi thứ đều thật u ám, nhưng con thích nó là được rồi. Con chỉ làm việc con thích thôi. Đồ ăn, đồ ăn. Con đói rồi sao? Dạ vâng. Mẹ sẽ đi làm bữa sáng. Ăn ngon miệng nha. Quá nhiều màu. Con không ăn đâu. Con không thích ăn món đó. Trứng thì nên phải trắng và đen chứ. Con sẽ ăn cái này chứ. Rất sẵn lòng ạ. Mẹ muốn thử không nè? Không đâu. Tệ thật nhỉ. TV show là thứ yêu thích của mình. À, chiếm chỗ ư? Thật luôn. Mình sẽ ngồi ở ngay đây. Ở đây cũng không được luôn á. Làm sao để xem được show của mình đây? Cái tay chiếm nguyên cái ghế rồi. Trông con bé ngủ hài chưa kìa. Ngủ ngon nha em bé. Và mình sẽ đi cướp căn nhà này. Người vừa gọi ta là em bé à. Căn nhà này đã được ta bảo vệ. Cháu hài thật đó nha. Tự vệ đi. Đây không phải là game đâu nha. Ngươi sẽ thấy bất ngờ đó. Tấn công. Trò con nít. Tước vũ khí của ta à. Hãy tự vệ đi. Gì cơ? Mình có chuối à. Nhận lấy nè. Đau. Ngươi sẽ thấy hối hận khi chọn vào trộm căn nhà này. Thả ta ra đi mà. Không nhanh như vậy đâu nha. Là mẹ. Rest đi. Con không sao chứ? Con chỉ đang chơi thôi ạ. Ngoan lắm. Vậy mẹ đi nha. Đã chuẩn bị xong dụng cụ. Bắt đầu với búa nào. Hắn chạy mất rồi. Đến giờ ăn sáng rồi. Suýt thì quên nữa. Sữa và ngũ cốc. Mình sẽ hâm nóng nó trước. Bồn tắm trà và mặt nạ ngũ cốc. Hoạt động buổi sáng của mình đã xong xuôi. Xong rồi. Ôi trời ơi, bỏ tay ra khỏi bữa sáng của tôi đi. Giờ thì buổi sáng của mình tiêu rồi. Wesley, con cứ chọn món con thích đi ha. Có một khu toàn đồ chơi nè. Con thích búp bê không? Không à, vậy còn cù thì sao? Ba cứ tránh ra đi ạ. À, con sẽ tự chọn búp bê của riêng con. Mình chỉ cần chọn đúng các phần thôi. Con đang làm gì đó? Chơi búp bê à? Vâng, với bạn búp bê tuyệt vời nhất. Con làm đó ba. Mình muốn bệnh quá. Thật nhạy cảm mà. Ô không, Navi. Mình quên cho bé ấy ăn mất rồi. Hôm nay có nhiều việc quá à. Mình có thể thay đổi cho nó ngay. Navi, bữa trưa nè. Món ăn yêu thích đang đợi bé nè. Navi, Navi. Em đâu rồi? Wesley, con đang uống gì vậy? Mẹ uống thử đi. Không đâu, bé muốn tội nghiệp của mình. Chỉ là nước ép cà chua thôi mà. Nước ép á hả? Navi, bé yêu, bé đây rồi. Chị đã lo cho em lắm luôn đó. Thiên, trả lời ngay đi. Cậu trốn đâu rồi hả? Hy vọng việc này có hiệu quả. Yeah, Thiên, sao cậu lại di chuyển cái tủ vậy? Chào con yêu. Ba ơi, ba có Thiên không? Ai cơ? Cái tay này à? Đùa thôi, đây là tay của ba. Không vui tí nào nha. Mình sẽ tìm lại. Mình phải đi săn thôi. Dấu tay đang chỉ đến chỗ salon làm móng. Khá là trắc trở đó. Đến đây là mất dấu. Cái gì đây ta? Ồ, bắt được rồi nha. Anh yêu à, anh làm gì ở đây vậy? Anh ổn chứ? Ừ, ổn. Tôi
tôi đang bận làm móng đó. Đó là một dấu vết sai lầm. Tiệm thuốc cưng à? Nhưng dấu tay này là của Thiên. Phải kiểm tra kỹ thôi. Có ai không? Tôi có thể giúp gì cho chú ạ? Cậu có thấy cái tay này ở đây không? Chỉ là cái tay thôi à. Chú bị mất trí rồi à? Rời khỏi đây giùm đi. Cái gì kia? Là Thiên. Trả cậu ta lại đây. Không có gì cả. Chúng ta sẽ tự kiểm tra. Chú điên rồi. Chúng ta sẽ tự tìm ra. Bye. Chào buổi sáng. Lại là cậu à? Sao đi đâu cũng thấy cậu vậy? Ai xài hết giấy vệ sinh rồi? Thế suýt thì quên bữa trưa cô Wesley rồi. Xong xuôi. Giờ con bé đã sẵn sàng đến trường rồi nè. Đưa con cái ba lô. Nó đâu rồi? Không có gì ngoài đôi găng tay cả. Thiên đâu rồi ạ? À? Mẹ không biết nữa. Không, Wesley. Đừng mà. Mẹ bị sao thế? Cầm cái kính lúp này đi tìm Thiên giùm con đi. Ok, để mẹ đi tìm. Mình thấy cái gì đó. Dấu tay dẫn đến phòng của Wesley nè. Chắc chắn là Thiên ở trong này thôi. Cậu đây rồi. Không có à? Sao lại thế ta? Yeah, thêm bằng chứng. Nó dẫn đến cái tủ nè. Ai đó? Giấy gói kẹo à? Mẹ muốn ăn kẹo à? Mẹ không. Giờ thì mình hiểu sao giấy gói kẹo lại ở đây rồi. Đến giờ ngủ rồi. Và ba sẽ đọc truyện trước khi ngủ nha. Cho Thiên vào vai nào với ạ? Ok. Đến giờ kể chuyện trước khi ngủ rồi nè. Ngày xửa ngày xưa. Thiên ngáy lớn thật đó. Thiên là một thứ rất bí ẩn. Có một nàng công chúa. Và ngày nọ có một thứ kỳ lạ xuất hiện trong lâu đài. Wow, lâu đài này thật lộng lẫy mà. Mình xây một tòa giống thế này ở nhà nha ba. Hay đó nha. Làm thôi nào. Trước tiên chúng ta phải đo đạc. Lâu đài cũ lung lay rồi. Chiều cao đúng chưa kìa? Nó không vừa đâu. Lùi lại đi. Lại nữa hả? Nó chiếm nhiều không gian quá. Phải loại bỏ thôi. Chuyện trước mắt là thay đồ cái đã. Hai ba con ta sẵn sàng xây nhà rồi. Ba ơi, cây búa. Không phải, búa thật cơ. Nó nhỏ quá à. Con cần đúng dụng cụ. Cây gậy chắc sẽ ổn đây. Lên đường đi, bức tường cũ kỹ. Còn ba sẽ bắt đầu phá hủy phía bên này. Phải thật cẩn thận. Mình sẽ tháo các khung cửa sổ. Rồi bỏ đi mấy mảnh trang trí. Bye nha, mấy tấm ván. Cầu trượt cũng không cần nữa. Chuyện này đúng là nặng nhọc mà. Mình sắp kiệt sức rồi. Ba ơi, chúng ta gần xong rồi. Chỉ cần tháo miếng băng cá nhân này ra là xong. Wow, làm được rồi. Mình sẽ phủi chỗ bụi này rồi quét dọn chỗ kia. Chắc là được rồi. Ba ơi, con sẽ dọn sạch chỗ này ngay và luôn. Ủa, ba đâu mất tiêu rồi? Thả ba ra. Chờ chút, con sẽ ấn nút xả khí. Josie, vậy là sao hả? Con làm gì vậy? Mắt kính của ba đâu? Đây rồi. Đúng là vô trách nhiệm mà. Sao ba lại mắng con chứ? Con không giúp cho ba nữa đâu. Sao cũng được. Mình sẽ bắt tay vào việc.
gỗ vụn. May là mình có bao tay. Mình sẽ đo đạc và phát thảo. Giờ thì cưa bỏ phần thừa thôi. Wow, mình muốn xem quá à. Các bạn ơi, có để ý thấy trên người mình có gì thay đổi không nè? Bình luận ở bên dưới nha. Giờ mình sẽ ghép mấy cây gỗ lại thành khung. Cần phải có cây xà và điểm gốc. Kết hợp nào. Tuyệt. Ghép cây xà thứ hai vào. Bao lại bằng gỗ dán. Phần yêu thích của mình. Cưa gỗ. Nối mảnh gỗ với bản lề. Xong xuôi. Giờ mình sẽ ghép lại thành gốc. Sơn phết tí nữa. Hoàn thành. Mình sẽ ghép toàn bộ lại với nhau. Chuẩn đét. Giờ chỉ cần thêm thắt chi tiết để an toàn hơn. Thời điểm hoàn hảo. Ủa, quyển sách lại mở ra nữa. Còn đây là hàng tồn của lâu đài. Chúng ta sẽ lắp ráp lại trong nháy mắt nha. Thật tốt khi có các trợ lý trung thành. Mình nên vứt con ốc này ở đâu đây ta? À, đúng rồi ha. Phải có bản lề chỗ này nữa chứ. Người ba mạnh mẽ, sẵn sàng nhấc mấy món đồ nặng rồi. Ừ, ngại quá đi. Lên nào. Oh yeah. Nối vào bản lề. Tường sẽ được làm từ nhựa PVC. Xong rồi. Cửa sổ đây rồi. Còn có cửa ra vào nữa. Mình sẽ làm mái nhà bằng vải. Thêm cây cối vào. Tưới nước. Wow. Yeah. Giống hệt như thảm cỏ vương giả vậy. Mình sẽ đóng cuốn sách lại. Tới lúc sơn tường rồi. Không, chân của mình. Wow, tốt hơn là nên để sách mở. Gì vậy trời? Hy vọng không có gì cản trở mình sơn nữa. Cuốn sách với lâu đài kết nối với nhau. Ba ơi, tới lúc tận hưởng chút mát mẻ rồi nè. Ủa, sao tự nhiên lại mưa kìa? Không mưa nữa à? May ghê. Để con sấy khô cho ba nha. Bão tới. Josie à, có phải con làm hay không? Dạ. Bỏ xuống ngay đi. Sao con có thể làm vậy với ba được chứ? Được rồi, mình vẫn phải sơn phết thôi. Mình chịu thua. Con gái à, lấy giúp ba cốc cà phê có được không? Tất nhiên rồi. Anh bạn khủng long bạo chúa sẽ giúp cho mình. Mang cà phê cho ba đi. Gì thế này, khủng long hả? Cà phê của ông đây. Vô cùng cảm ơn nha. Khủng long đáng yêu ghê. Ôi trời, mình phải tăng tốc lên thôi. Ba ơi, con gửi trợ lý tới cho ba nè. Hoàng tử và công chúa luôn. Wow. Wow, sao hai người lại tới được đây? Bà đã ở đây rồi, thì giúp một tay đi. Sơn với cọ đây nè. Tiến hành nào. Sơn tường nha. Mình thích vẽ vời. Xong. Bên nàng sao rồi? Tuyệt. Đỉnh của chóp. Cảm ơn nha Josie. Họ đi rồi hả?
Được rồi, mình sẽ tiếp tục công việc. Tháp cần có cạnh, cả tháp canh nữa. Xong xuôi, giờ thì sơn sửa tí nào. Lâu đài đã hoàn thành, tí thì quên mất. Kỳ lân, phù hiệu áo giáp huyền ảo. Ba, đây là lâu đài hoàn chỉnh. Tất cả các nhân vật con thích đều có ở đây. Con vui không nào? Dạ thích lắm ạ. Vào trong xem đi. Wow, căn phòng ma thuật. Thật là bất ngờ mà. Lâu đài dành cho công chúa thật sự. Giống như trong sách vậy, nhưng mà đẹp hơn. Wow, chúng ta rời khỏi sách rồi nè. Nếu đóng sách lại thì sao nhỉ? Đáng thử một lần đó. Chúng ta đang lén lút. Tạm biệt nha, hai ba con khờ khạo. Hai người sẽ ở lại trong sách đó nha. Ba ơi, Chushi, chị muốn xây một căn phòng bí mật. Sàn nhà nóng quá đi mất. Chúng ta làm gì bây giờ đây? Chị có kế hoạch này hay lắm nè. Hãy xây một tòa lâu đài bí mật đi. Harry, chuyện này là không thể rồi. Nhưng em đã tính toán và nảy ra ý tưởng về căn phòng bí mật treo lơ lửng. Hãy bắt đầu xây dựng thôi nào. Sợi dây sẽ giữ chặt đồ. Để chị làm cho. Ủa, không được rồi. Đây là cách làm nè chị. Hay lắm. Nhớ đội mũ bảo hiểm vào nha. Em có đây rồi. Bắt tay vào làm thôi nào. Ủa, dụng cụ. Kính bảo vệ. Anthony và Kerry đã vào vị trí. Chúng ta phải đi vào từng chi tiết cụ thể thôi. Hay lắm. Cái gì mà hay thế này? Nó đo cơ bắp của em đó. Đó là của người khác. Đưa cho em cái cưa nào. Chị cũng yêu em. Harry à, đây này. Là cái xịn nhất đó nha. Cái này là đồ giũa móng hả? Chị đang đùa à? Một cái cưa đó. Xong rồi. Và chị cắt được hình trái tim này. Ui, Harry à, đó từng là kế hoạch của chúng mình. Chị có cái máy vặn vít đây này. Em cần chị làm gì không? Được đó chị gái. Hãy vặn vít cái khung này lại nào. Cái gì vậy? Rồi chị sẽ biết thôi. Em sẽ cưa tấm gỗ này. Để xem nào. Đúng rồi. Em trai à, của em này. Wow, đẹp quá à. Đấy là chiếc khoang mà em mơ ước đó. Mình có thể khoan một cái lỗ để xỏ dây này. Xuyên dây qua và thắt nút lại. Sẵn sàng chưa nào? Cùng kiểm tra thử đáy căn phòng nha. Chúng ta làm được rồi. Cái này còn tốt hơn cả một cái đu đó chứ. Ủa, chị làm rơi gối mất tiêu rồi. Bye nha. Anthony à, chúng ta cần phải làm hàng rào thôi. Ý hay đó. Chúng ta cần một bức tường sáng sủa hơn. Trong lúc Anthony xây tường, mình sẽ vẽ một cái cầu vồng. Hãy
mình đã tô màu lên hết rồi. Giờ chỉ cần tháo băng dính ra nữa thôi. Bada bing! Hàng rào cũng xong rồi đây này. Chị à, mang lại giúp cho em cái máy khoan với. Wow! Để em lo phần này cho. Bên này an toàn rồi. Tiếp tục thôi. Xong rồi. Chị tìm thấy cuộn dây này. Các em ấy sẽ phát huy công dụng ngay thôi. Sẽ chẳng còn cái gối nào phải rơi nữa. Hay lắm. Trời mưa rồi. Anthony à, chúng ta sẽ bị ướt mất thôi. Em biết rồi nè. Chúng ta cần phải làm mái nhà thôi. Bây giờ không còn gì phải sợ nữa rồi. Chị em mình xây xong rồi. Hãy chuyển sang phần vẽ thôi nào. Chị có vài cây cỏ ở đây này. Hãy tô màu xanh thôi nào. Màu hồng. Màu hồng. Màu xanh. Hả? Sao toàn là màu xanh không thế này? Thật là dễ chịu. Được lắm. Em đã nói chị rồi mà. Chị tìm thấy sợi dây này dùng làm trang trí các bên này. Không dùng màu này được đâu. Thật bất công. Có cái gì mà chị lại không thích màu xanh vậy ta? Anh bạn à, nằm ở đây nha. Em sẽ ngủ ở đây. Thôi đi nha, chị chán lắm rồi. Cất cái cưa đi nào chị. Đừng có để ý đến chị nữa. Chị sẽ sống ở tầng trên. Ú, một vết xước. Mình phải làm nhẵn thật kỹ mới được. Mình cần một miếng vải thật mềm mại. Thế là không còn mảnh vụn nào nữa. Một cái thang xếp treo chính là cách thuận tiện nhất để trèo lên tầng. Tay cầm, cảm ơn nha. Đã đẹp và chặt chẽ lắm rồi. Làm một cái mái thôi. Dùng ốc vít, đai ốc và cuộn ốc. Thế là xong phần mái rồi. Cũng được đó. Sàn của mình cũng tốt thôi. Cái áo trắng của mình. Ủa? Xin lỗi nha Anthony. Chị sẽ sửa lại cho em ngay. Trông hợp với em đó chứ. Cảm ơn nha. Em thích lắm. Mình biết cách đáp lại rồi. Chị ấy cũng cần tấm nệm. Đây này. Màu chị thích đó nha. Cảm ơn. Hay thiệt đó. Em trai à, lấy cho chị tấm vải bon kia với nào. Được rồi. Mình mong là không ai thấy hết. Đây này chị gái. Chị nợ em lần này nha. Nhìn đẹp chưa kìa. Một tấm trải thật mềm mại. Và rất nhiều gối sẽ làm cho nơi ở của mình thêm đẹp.
và mình sẽ để thêm một ít chăn mềm nữa. Một bầu trời đầy sao để có thể ướt. Mình cũng đặt thêm ít cây và một cây đèn. Đẹp quá đi thôi. Ấn tượng thật đó nha. Mình đoán giường của mình cũng ấm áp không kém đâu. Anthony, giúp chị với nào. Chỉ cần quạt lửa để đốt nến. Anthony, Anthony, em bận rồi mà, để lần sau đi nha. Ôi trời. Harry, chị có muốn xem giá đỡ của em không? Harry, chị ấy không nghe mình nói. Mình có ý này nè. Harry, chị làm theo em nha. Anthony ư? Kiểm tra máy nghe nào. Em phát minh ra thiết bị giao tiếp mới đó. Sáng tạo ghê ha. Mình sẽ xử lý đống dây này sao vậy? Mình sẽ dùng keo để dán những viên pin lại với nhau. Bỏ vỏ sợi dây. Hàng một chút lại nào. Thế là mình đã xong hệ thống đèn đóm. Ý hay đó nha. Mình chỉ cần bật đèn lên là xong rồi. Để mình xem danh sách các việc cần làm ngày hôm nay. Dọn nhà. Mình có ý này. Mình sẽ cắt một cái lỗ trên Pop-It. Và bỏ danh sách những việc cần làm vào. Chọn một cái. Tưới cây. Xong rồi. Mình sẽ biến hóa chiếc vòng thuê thành một cái gì đó rất xinh xắn. Sơn màu hồng. Và dệt thành vòng bắt giấc mơ. Sau đó buộc lông vịt vào. Để biến những giấc mơ trở nên ngọt ngào. Hy vọng sự tập luyện của mình sẽ được đền đáp. Anthony, em có biết lắc vòng không? Chị điên rồi. Trông em giống như không có gì làm lắm mà. Mình sẽ tự làm một cái ghế võng. Mình cũng có thể treo cái vòng lên. Đừng ghen tị đó. Đến lúc biểu diễn rồi. Wow, không biết mình làm vậy có được không ta. Trông cũng không khó đâu ha. Cậu sẽ không biết nếu như cậu không thử. Có vẻ dễ hơn nhiều khi cậu chỉ ngồi nhìn thôi. Em đói quá đi à. Anthony đang đói bụng. Mình phải order pizza thôi. Phải dịch vụ giao hàng không? Wow, nhanh đó ha. Em trai à, ăn trưa thế nào? Ăn ngon nha. Wow, là pizza. Em thích lắm luôn. Cảm ơn chị nhiều nha. Không còn cãi nhau nữa.